Cảm ơn các cô bác anh chị thật là nhiều ạ. Tại sao nó có chữ 12 tỷ này? Tại vì lúc em đi vào đây nó có 12 tỷ thôi. Vào đây thì em kêu gọi cho bà con thì nó lên được 15 tỷ. Đến tại thời điểm hiện tại là lên 15 tỷ. Do cái bảng này lúc chuẩn bị đi là 12 tỷ, vào đến đây quay ra là 15 tỷ. Chắc chắn số tiền còn lên nữa. Mọi người nhìn một nơi tang thương và mất mát như thế này thì đây là rất là biết ơn fan của em trong và ngoài nước đã luôn yêu thương và đồng hành cùng với em, đặc biệt là hành trình này em biết ơn mọi người rất là nhiều. Em xin phép kết thúc video, em lên chia nốt tiền cho bà con. Dạ, kính thưa tất cả fan trong và ngoài nước của em thì đến tại thời điểm hiện tại thì gần như là em đã hoàn thành gần hết sứ mệnh của mình rồi. Và mọi người biết là nơi đây em đang đứng đó là nơi một làng quê yên bình. Cách đây chỉ tầm độ 10 ngày là một làng quê yên bình. Từ trên một đỉnh núi kia là nó nổ một phát, bắt đầu nó chảy theo cái khe suối và xóa tan một làng quê. Phải gọi là đến cái cây nó còn gọi là chốc cả rễ lên, phải tan nát luôn mọi người ạ. Nên là một làng quê này nó đã bị xóa sổ và bao nhiêu đau thương, bao nhiêu gia đình phải gọi là đang bình yên mà nó trở thành như thế này. Ngày hôm nay em được đi về ở đây với cái nhân duyên mà em được đưa những cái tình cảm của bà con, một cái nhân duyên mà chả thấy vui tí nào ạ. Thì em có chia sẻ với mọi người, đến tại thời điểm hiện tại toàn bộ số tiền đã vào tài khoản của bà con là khoảng trên 15 tỷ. Chính xác bao nhiêu thì em sẽ thống kê và chia sẻ lại với mọi người từng bà con nhá. Nhưng tổng khoảng trên 15 tỷ tất cả là gì ạ? Em sẽ chia sẻ với mọi người. Và xin cảm ơn tất cả các cô, bác, anh chị. Chưa bấm thế nãy rồi à?